Mến chào các bạn, kênh Nhân Quả Luân Hồi xin được ấn tống vở chép kinh Địa Tạng. Kênh xin thông báo đến các đạo hữu rằng, từ ngày mở chương trình ấn tống chép kinh Địa Tạng Bồ Tát, đã có hơn 50 quyển kinh đã gửi về kênh. Nhiều bạn còn gửi đến 2-3 quyển kinh đã chép. Kênh rất lấy làm hoan hỷ vì đã khuyến tấn được các bạn chép kinh. Kênh xin giới thiệu nhanh một số bạn đã gửi kinh chép tay về cho chương trình như sau. Hiện nay, chương trình chép kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nhận quà vẫn được duy trì và không có thời gian kết thúc. Để tiếp tục hỗ trợ cho các bạn chép kinh được hoàn mãn, kênh xin tặng các bạn vở chép kinh Địa Tạng bì màu, giấy tốt, dày, đóng quyển đẹp và rất trang nghiêm để các bạn chép kinh được tốt hơn. Các bạn thỉnh kinh xin vui lòng gửi các thông tin sau: tên người nhận, số điện thoại người nhận, địa chỉ người nhận và số lượng vở. Lưu ý, một người tối đa chỉ 3 quyển. Mọi thông tin các bạn xin gửi về email kênh nhân quả luân hồi a@gmail.com. Việc thỉnh vở chép kinh này hoàn toàn miễn phí, kể cả phí ship. Nếu các bạn chưa có kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, các bạn có thể gửi thêm nội dung thỉnh thêm kinh Địa Tạng vào nội dung thỉnh cùng với vở chép kinh này. Kênh hiện nay vẫn đang duy trì ấn tống tặng kinh Địa Tạng thường xuyên các bạn nhé. Kênh hy vọng sau khi hoàn thành việc chép kinh Địa Tạng, các bạn vui lòng quay video gửi về kênh. Mình sẽ đăng lên kênh với mục đích khuyến tấn các bạn khác chép kinh. Đồng thời các bạn có thể nhận những phần quà hấp dẫn từ kênh nhé. Mình rất mong sớm nhận được file chép kinh của các bạn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.